Trong video này chúng ta sẽ điểm lại những thương vụ thất bại nhất của Nokia, cụ thể sẽ là tập đoàn Nokia. Vào năm 1998, mảng điện thoại di động của Nokia đã xóa ngôi của Motorola để trở thành hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới. Và vương triều này kéo dài khoảng 14 năm. Thời đó thì Nokia được gọi là gã khổng lồ, mặc dù tập đoàn Nokia có kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhiều mảng khác nhau, nhưng mà cái mảng điện thoại là nổi trội nhất, cho nên là hầu hết người ta nghĩ đến Nokia là nghĩ ngay đến điện thoại di động. Thương vụ đầu tiên là Nokia mua lại hệ điều hành Symbian vào năm 2008. Thì năm 2008 này, Nokia chiếm 48% cổ phần trong hệ điều hành này. Và hãng đã quyết định bỏ ra khoảng 410 triệu đô la để mua 52% cổ phần còn lại để biến hệ điều hành Symbian trở thành mã nguồn mở cạnh tranh trực tiếp với lại Android. Vào thời điểm này thì hệ điều hành Symbian chính là hệ điều hành phổ biến nhất trên smartphone ha. Cứ 3 chiếc điện thoại bán ra thì sẽ có 2 chiếc sử dụng hệ điều hành Symbian, nó chiếm khoảng là 2/3 thị trường. Và cũng trong thời điểm này, Nokia chính là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới ha. Vào thời điểm đỉnh cao nhất thì doanh số của Nokia chính là bằng 4 hãng đứng sau cộng lại. 4 hãng đứng sau vào thời điểm đó là Samsung, LG, Motorola và Sony. Hầu hết các nhà sản xuất smartphone vào thời điểm đó đều sản xuất smartphone chạy hệ điều hành Symbian. Và Nokia đã độc chiếm cái giao diện S60, chính là cái phần giao diện thân thiện nhất của hệ điều hành này. Và các hãng khác mặc dù sử dụng hệ điều hành Symbian nhưng mà sử dụng một cái giao diện khác, nó sẽ kém thân thiện hơn. Và khi đó Nokia trở thành một cái bóng quá lớn so với các hãng khác ha. Và các hãng khác phải tìm cách thoát khỏi cái bóng này của Nokia. Khi hệ điều hành Symbian trở thành mã nguồn mở thì các hãng sử dụng nó sẽ cùng với Nokia phát triển hệ điều hành này. Và nếu như hệ điều hành này phát triển thì đồng nghĩa với cái việc mà Nokia sẽ ngày càng bành trướng, ngày càng lớn mạnh. Cho nên vào thời điểm này, Android mã nguồn mở xuất hiện, nó đã trở thành một cái phao cứu sinh cho tất cả các hãng khác để thoát khỏi cái bóng của Nokia. Khi mà các hãng khác đã nhảy qua hệ điều hành Android rồi thì hệ điều hành Symbian chỉ còn một mình Nokia phát triển. Khi đó một con én không thể làm nên mùa xuân và Nokia cùng với hệ điều hành Symbian từ từ thất thế. Bản chất hệ điều hành Symbian cũng là được thiết kế dành cho những chiếc điện thoại bàn phím. Khi mà nhu cầu người dùng càng ngày càng chuộng màn hình cảm ứng thì hệ điều hành Symbian thất thế là cái chuyện tất yếu rồi. Đến năm 2013 thì Nokia 808 chính là chiếc điện thoại chạy Symbian cuối cùng luôn. Và Nokia cũng chính thức khai tử hệ điều hành Symbian để chuyển qua Windows Phone. Và thương vụ thứ hai thì cũng trong năm 2008. Đây có lẽ là những cái năm ra quyết định sai lầm nhất của Nokia, là Nokia đã mua cái mảng bản đồ của Navtech với cái mức giá là 8,1 tỷ đô la để cạnh tranh với lại Google Maps. Và sau nhiều năm phát triển thì Nokia đã đổi tên nó lại thành HerMap. Và đây không phải là một cái bản đồ tệ, nhưng mà với cái lý do là cần tiền để mua lại Alcatel-Lucent thì Nokia đã bán cái mảng bản đồ HerMap cho liên minh các hãng xe của Đức với mức giá chỉ là 2,8 tỷ euro, tương đương khoảng 3 tỷ đô vào thời điểm 2016. Có thể thấy đây là một cái thương vụ rất là lỗ của tập đoàn Nokia. HerMap thì hiện tại các bạn có thể download dành cho các thiết bị iOS nè, Android nè, và ngày xưa thì Lumia cũng như là các chiếc điện thoại ví dụ như là C7N8 thì nó cũng sử dụng cùng chung cái nền tảng này, thì nó có điều hướng bằng giọng nói nè, có thể tải tiếng nói về và bản đồ offline luôn. Thương vụ tiếp theo cũng xảy ra vào năm 2016 này, đó chính là Nokia đã bỏ ra khoảng 192 triệu đô để thâu tóm công ty Withings. Đây là một công ty sản xuất các cái thiết bị theo dõi sức khỏe ha, trong đó ví dụ như là có đồng hồ thông minh nè. Cho nên đã từng xuất hiện những chiếc đồng hồ mang thương hiệu Nokia. Và đến năm 2020 thì Nokia quyết định bán lại cái mảng này cho chính chủ cũ luôn. Mức giá bán lại thì không được tiết lộ, nhưng mà cái lý do Nokia đưa ra khi bán lại đó là cái lợi nhuận nó sinh ra không có cao ha. Rồi, các bạn nghĩ gì về ba cái thương vụ này của Nokia? Và các bạn còn biết những cái thương vụ thất bại nào khác của Nokia nữa thì các bạn hãy comment phía bên dưới video ha. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.